Thưa quý vị, ăn một cái bánh xèo, 5 cái bánh khọt rồi biến mất, bỏ lại con cho chủ quán, không một tấm giấy, không một lời gửi gắm, để một đôi vợ chồng già nuôi nấng trong 6 năm qua. Đó là câu chuyện đầy xúc động tại thành phố Hồ Chí Minh đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ trong thời gian vừa qua. Đến nay, đứa trẻ đỏ hòn bị bỏ rơi ngày nào đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ông bà, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Đây là bé Nguyễn Ngọc Tường Vi, 8 tuổi, hiện đang sống cùng ông Nguyễn Văn Chương và bà Phạm Thị Luông tại hẻm 1075 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là đứa cháu được nhặt về, nhưng ông bà luôn xem bé Vi như gia đình, được đưa đi chơi, chụp ảnh gia đình, mỗi tuần được cô giáo đến nhà dạy thêm. Dưới sự yêu thương của ông bà, cô bé Nhã Thó bị bỏ rơi ngày ấy giờ đã trở thành một cô bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và đặc biệt là viết chữ rất đẹp. Nhắc lại về cơ duyên gặp cô bé đáng yêu này, ông bà vẫn nhớ như in. Noel rồi, 25, 23. 23 là Noel, là cô cũng dọn cái dãy bàn ra đây, là cô bán hàng cũng khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ chiều. Cô bán hàng mà hồi xưa bán đắt hàng, khách đông lắm. Nó dọn ra cái chục cái bàn xung quanh cái khu này. Thì mẹ nó cũng lợi ăn một cái bánh xèo với mấy cái bánh khọt cũng như khách bình thường thôi. Hai mẹ con ngồi ăn thì cô cũng bán rồi. Cô cũng chiên, vừa bán vừa chiên, cũng có mình buổi trưa rồi bán xong rồi dọn dẹp, đi ra dọn dẹp. Rồi mới thấy con bé nó ngồi đó rồi nó bảo bà ơi con buồn ngủ. Cái mình nói trời, sao lại buồn ngủ, mẹ đâu? Cái bị mẹ cũng đi rồi. Ủa mẹ đi đâu, bỏ con ở đây. Thì mình lại cứ tưởng là mẹ nó đi xem hang đá nhà thờ thôi. Cái mãi xong tới 4 giờ cái con bé buồn ngủ quá, cái nằm vậy nè, lót hai kê tay nằm bằng ngủ ngon lành luôn à. Cái lúc ông xã tôi ông ra, tôi nói trời ơi sao chết rồi ông ơi, ai mà đứa nào nó ăn nó bỏ con nó lại đây nè, con bé ngồi đây bây giờ làm sao. Cái ông mới nói thì thôi bà dọn dẹp rồi, bà dọn dẹp đi rồi bà dắt nó vô nhà cho nó ngủ, nó rồi bà cho con đi ngủ. Cái nó trời ơi, ngủ ngủ đâu giờ, chỗ nó ngủ mà mình nghĩ vậy chứ trong nhà không có ai hết á. Xong mình miệng thì mình nói vậy nhưng mà tay mình dắt nó vô, tay mình dắt nó vô, mình mở cái quạt cho mình bỏ nó cái gối cho nó nằm dưới đất á. Lúc đó cũng khoảng 4:30 á, cái thôi con nằm đây con ngủ tạm đi, một tí mẹ con tới thì bà kêu con, mẹ con vô chắc không về. Cái nó dạ. Ôi nó có chút xíu mà nó như nó đau con khỉ á con, nó có chút xíu mà nó đang thui mà tóc nó dài nửa lưng này nè, mà nhìn nó vô nó đổ quét mà nó đang thui, tóc thì đỏ là mặt mày đang thui mà cả chân nó có queo, mà nó đi đôi dép lúc đó nó khoảng 3 tuổi rồi, đôi dép khoảng 8 tuổi, nó đi đôi dép mà chân nó có mấy ngón bò ra ngoài hết trơn. Xong mình nhìn mình nghĩ trong bụng rồi chứ, trời ơi, chắc con bé này nó khổ lắm, sao mà con cái nó kỳ cục vậy, mà cũng không bỏ quần áo, mà cũng không nói câu nào, mà không bỏ cái gì hết. Cái lúc mình dắt nó vô nhà thì mình thải cho nó cái gói, mở cái quạt biểu thôi giờ con nằm đó con ngủ đi, bà ra bà bán hàng. Cái lúc 5 giờ mấy đứa nhỏ đi học về, mấy đứa nhỏ nó thấy nó chạy lên nó la lên, nó ngoài ngoại ơi nhà mình có ai. Có con bé nào mẹ nó ăn rồi, mẹ nó bỏ quên đây để cho em nó ngủ một chút đi, rồi mẹ nó lời mẹ nó đó. 6 giờ cô gọi nó dạ, nó lạnh tay chứ nó lạnh toát hết rồi chị. Cô nó trời ơi thôi chết rồi, mẹ nó trong bụng nó đang nghĩ trong bụng nó mà có chết chắc mình chết. Cái xong tôi đâu có quần áo bận, lấy đại quần áo của mấy đứa cháu nhà quấn cho nó bận đại rồi, mà nó cũng bận luôn, nó không nói vậy, nó bận xong nó ngồi đó. Cái hỏi con đói bụng không, nó con đói bụng, cái lấy cho nó miếng cơm với miếng thịt, cho nước thịt cơm cho nó ăn, nó ăn hết trơn chắn cơm mà nó không thịt, nó ăn thịt với nước canh không. Cái hỏi sao con ăn thịt, nó nói con đau răng, thì nhìn thấy răng quả xiết hết trơn không còn cái nào hết. Tới tối nó không ăn cơm nữa, tối nó không ăn cơm nữa, thấy vậy tội nghiệp, cái nhà cháu uống sữa, lấy cho nó hộp sữa nó uống. Thì cũng dắt hai mẹ con đi ăn, ăn rồi bỏ bé đó, không biết là nghĩ là đi mua đồ, mua gì đó thôi. Thì cái bé nó cứ ngồi nó chờ hoài, rồi thấy nó mệt mỏi, mà cái thân hình nó gầy gò, nó ốm yếu á. Tôi thấy hoài tôi cũng hỏi mẹ đâu, nó cũng ngơ ngác, nó không có biết cái gì, thấy mệt quá thôi. Qua ngày hôm sau không thấy,
thì tôi cũng có qua bên tổ trưởng tôi báo thôi. Thì tổ trưởng dân phố thì người ta cũng nói là thôi thì chắc là mẹ nó khó khăn hay là kẹt cái gì đó, rồi cứ giữ nó dùm cho người ta, rồi mới mốt đôi ba bữa năm ba bữa gì đó người ta quay lại thì người ta xin thì thôi mình trả lại con cho người ta. Thì tôi cũng nghe như vậy, rồi cũng báo thì tôi chờ hoài, hết tháng này, hết tháng đến tháng khác, rồi hoài cũng biệt tâm luôn. Điều khiến người ta cảm phục là dù đã lớn tuổi, phải mưu sinh hàng ngày, nhưng ông bà vẫn không chút toan tính thiệt hơn, vẫn mở lòng đón đứa trẻ ấy vào nhà, trình báo chính quyền, đăng ký giấy tờ, chăm sóc không có gì khác biệt so với con cháu của mình, dù cho có muôn vàn khó khăn. Cái thời gian mà đưa cháu về, phải nói gia đình khó khăn, thực sự khó khăn. Đó, cháu đưa đi cấp cứu liên tục. Hết bệnh này thì bệnh kia đó, cứ lên bệnh viện Nhi Đồng rồi đưa về, mà thậm chí cô biết rằng thì là mua bán thì cũng đâu có lúc này lúc khác thôi, nó đâu có phải là bình thường như là có một cái quán nào ổn định như người ta, mình đó bán đầu đường xó chợ vậy thôi đó. Thì cái kinh tế nó rất là bấp bênh đó, mà nó đôi lúc nó đưa tôi vô một cái thế, tôi nói tôi đi mượn tiền góp luôn cứu con bé thôi. Nó nói cái mạng người là cái chính đó. Thì tôi cứ cần cái khi mà cháu nó ổn định được rồi thì lúc đó thì tôi mới an tâm. Cái bàn với gia đình đó. Nhưng mà nói thôi thấy nó cũng tội nghiệp cũng mến, thôi giữ cháu bé lại. Thì cũng có một cái đợt đó là chuẩn bị là nhập học đó. Thì tôi cũng có qua bên khu tổ dân phố đó báo, nói thôi bây giờ cái tình trạng này thôi đi lên phường. Thì báo bây giờ cái sự kiện nó như vậy đó. Thì tôi cũng nghe lời, tôi cũng đưa cháu lên phường. Đã báo thì sự việc thì nó thay đổi liền lúc đó luôn. Hai, được 10 ngày sau em vừa coi ban đêm nó sốt. Nó sốt quá trời sốt, cùng chết rồi, tôi sợ. Hai đứa con tôi, một đứa thì bế, còn đứa thì chở nó xuống Nhi Đồng 1. Nhi Đồng 2, Hai Bà Trưng rồi Nhi Đồng 2 chứ. Cho nó nằm ở trong đó một buổi tối, xong rồi bác sĩ nói là nó bị sốt, thương hàn, viêm họng, chứ không có bị sao hết. Thế là hai anh em ảnh về, tôi cho nó thử máu luôn. Tôi sợ nó bệnh xã hội, mà nó đáng không có gì hết. Thế là về cho uống giảm sốt, rồi tới bây giờ thỉnh thoảng này nó bị sốt siêu vi, rồi sốt viêm họng, với lại nó bị viêm tay giữa, có vậy thôi. Nó giống như người cao nguyên mà có nít còi xin dưỡng á, nó tệ đến mức vậy. Thế xong rồi tôi mới nói nhỏ con nuôi chứ, trời ơi con ơi nuôi nó rồi chết ở nhà mình thì sao. Cái tôi là qua tôi nói tổ trưởng nữa, tôi ra bác rồi bây giờ nó bé quá mà nó còi quá, bây giờ cháu không biết làm sao, không lẽ cháu hất nó ra ngoài đường thì tội nghiệp quá. Mà giờ cháu nuôi mà nhỏ nó có cái gì thì chắc chết. Bác biểu không sao đâu, tao làm chứng cho. Đó thì ông cũng nửa đùa nữa thôi. Ai mà bỏ con kỳ cục vậy? Tao 9-10 đứa con tao cũng nuôi được, mà ai có đứa con mà bỏ kiểu vậy? Thế là nuôi cái là nó qua cái thời kỳ tiêu chảy, cái nó ăn được, cái ngủ được, cái từ từ nó mập lên. Cái là nuôi tới bây giờ luôn. Ngoài việc bé hay bị ốm vặt, ông bà còn rất lo lắng cho tương lai của bé vì không có giấy tờ nên không được đi học, cũng không được tiêm chủng miễn phí như bao đứa trẻ khác. Bắt đầu mà 6 gần 7 tuổi thì cho nó học chương trình lớp 1, rồi mà cô giáo thì nó thông minh lắm, giờ cho nó học chương trình lớp 2. Mà coi như là cô biết các cô với chú là mắt kém. Cái thứ nhất, cái thứ hai là lo bán buôn kiếm tiền. Ví dụ cháu đi học về mà cháu học bài một cái nào cháu không biết, đâu có ai dạy. Đó, bây giờ có những nhà sơ mà tới nhà thờ một tuần lễ cho nó học tiếng Anh ngày thứ bảy. Sáng thứ bảy nó cũng nó học tiếng Anh. Mà về nó viết được nhưng mà nó không biết đọc. Thì nó hỏi anh chị nó giải cho nó được 10 câu thì giải được 4-5 câu thì nó cũng hiểu. Đấy, cô thấy tội nghiệp chưa, đâu có ai chăm sóc đâu. Và cũng làm toán, cũng học chữ đánh vần, học là đúng luôn á, không có sai. Tại vì cô đang dạy lớp 1 ở trường gì lần này nè, rồi cổ về nhà gần đây thì cổ dạy người ta một tháng là cô thấy là phải 500-600 á,
Nhưng mà riêng con này là cô lấy cho 400 rồi là cho có thôi, chứ cô cũng không lấy đủ, cô cũng thương á, cô cũng lấy nữa thôi. Chứ nó ngoan lắm, rất là ngoan. Ông Trương chia sẻ thêm, việc bỏ con như vậy là rất đáng lên án, và nếu sau này người mẹ kia muốn quay lại nhận con, ông bà chưa chắc sẽ đồng ý. Không. Từ vì như thế này nè. Cái khi nó còn bé đó, tại vì cái đứa bé sinh ra nó đâu có tội lỗi gì, nó không có tội gì, đó là cái điểm thứ nhất. Với cái thứ hai, khi mà tôi nói là làm cha làm mẹ, cái tuổi trẻ bây giờ tôi đã nói rất nhiều lần trên mạng rồi, nó rất là nông nổi, nó rất là thiếu suy nghĩ, nó rất là vội vàng, nó không tính toán gì, nó thương vội yêu vội. Đến rồi đến một cái lúc nào đó nó nhàm chán rồi, hay là cái chuyện gì đó, hay là nó mang một cái sự kiện khó khăn nào đó, đó bỏ. Hai người là chia tay, và đồng thời đứa con không thể nuôi được nó, mà nó dám rứt ruột ra mà nó bỏ thì đâu còn cái gì để mà thương tiếc nữa đâu. Cô công nhận không? Đó, thì vì cái lẽ đó thì cái khi mà muốn trả đứa bé đó, tôi xin ý kiến cộng đồng. Đó. Cho tôi ý kiến, lúc đó tôi mới tính. Còn bây giờ tôi không dám nói, tôi khẳng định là tôi trả hay là tôi không. Chuyện tôi chưa dám nói một cái điều gì. Đó. Nhưng mà cái niềm lớn lao nhất tôi là như thế này. Tôi không mong là để mà nó sau này nó lớn, nuôi nó lớn, để mà nó trả ơn nữa, là tôi không cần cái chuyện đó. Đó. Tôi không cần đâu cô, thì chỉ có mong làm sao mà cháu nó khôn lớn, nó mạnh khỏe, là cái đấy cái vợ chồng mãn nguyện lắm rồi. Dù đã xem bé Phi như con cháu trong nhà, nhưng ông bà cũng liên tục bị người lạ đến hỏi thăm, đặt vấn đề nuôi dưỡng bé gái. Ông Trương tiết lộ đã có người tìm đến hỏi bé về nuôi, nói rằng ông bà đã già, lo cho mình chưa xong thì nuôi thêm đứa bé làm gì cho cực khổ. Họ xúi ông bà nhận tiền, đưa cháu cho họ nuôi, nhưng ông bà dứt khoát không đồng ý vì không muốn bé Vi phải chịu cảnh bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Bé Vi dường như rất hiểu được tình cảm của ông bà nên rất cố gắng học, ngoan ngoãn, không dám đòi hỏi gì và luôn đinh ninh rằng dù có ra sao thì chỉ muốn sống bên ông bà nội và anh trai của mình, tức là cháu ngoại của ông Trương và bà Luôn. Hiện tại, cả gia đình ông bà chỉ mong chính quyền có sự đặt cách cho bé để bé được đi học, vì đó không chỉ là tương lai mà còn là ước mơ của bé. Vì chưa có giấy khai sinh nên bé không được đến trường công mà phải học ở lớp tư với những khoản phí khá nặng. Tôi nghiền nó lắm, nó thèm nó học lắm cô. Ví dụ mà chở nó đi chơi và qua cái trường nào, cái nó biểu mai mốt cho con đi học trường này nè, là trường con đi học đó. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, tổ trưởng tổ dân phố 80, khu phố 11, phường 16, quận Gò Vấp xác nhận, vợ chồng ông Trương đã nuôi bé Vi 6 năm nay. Khi nhận nuôi cháu bé, ông Trương có báo khu phố và bà con trong khu vực đều biết. Sau khi đăng thông báo, không có ai đến nhận con, Ủy ban Nhân dân phường đã tạo điều kiện để ông bà nuôi dưỡng cháu cho đến nay. Gia đình có liên hệ phường để làm giấy khai sinh, cũng như những thủ tục khác cho cháu bé. Tổ trưởng khu phố cũng đã hỗ trợ gia đình tích cực để mong bé được hưởng các quyền lợi như bao đứa trẻ khác và sớm được đến trường đi học.